Trong vòng tay nói yêu một lần, rồi hôm nay
Sẽ gửi danh tặng đến tất cả các hội viên, từng cá nhân trong các câu lạc bộ về tham dự trong đêm gala ngày hôm nay. Xin được trân trọng thay mặt cho huấn luyện viên, nhà tổ chức Vân An trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Thưa quý vị thân mến, đêm tiệc của chúng ta đang được livestream trực tiếp trên kênh fanpage của Vân An Aerobic. Và xin mời tất cả các thành viên có mặt trong đêm tiệc ngày hôm nay sẽ cùng với chúng tôi vào fanpage, sẽ cùng like, share để tất cả mọi người chúng ta cũng có thể theo dõi được chương trình vô cùng đặc biệt và tuyệt vời của chúng ta trong đêm tiệc ngày hôm nay.